Toshiba 26X này các bạn. Cái phim này là phim 45 độ nè. Như video trước mình có nói nè, 45 độ nó sẽ có hiện tượng là cái dột này nó sẽ xéo nè, xéo cái màn hình nè. Cái này lọt rất là căng luôn, như cái kia. Nó còn bám rồi, keo 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 ở đây nè. Và từng tí á, khó lòng lắm. Đó. Các bạn nhìn kỹ ha. Cái màn hình mình để bình thường như này thì cái đường chéo 45 độ thấy chưa? Khi 45 độ nó hư là nó biểu hiện cái độ ra cho mình thấy luôn rồi đó. Còn phim không độ nó biểu hiện cái đường dột đó theo chiều ngang của cái màn hình. Đó. Bạn coi để nhìn quan sát cho nó dễ phân biệt ha. Để mình chọn mua phim cho nó dễ. Không mua sai phim. Đòi trả nó phiền, đúng không? Mình cứ lột từ từ những bọt nó ra được một khoảng này các bạn ha. Cũng được 1/3 này này. Cứ kéo từng xích bọt nha. Lột nhanh thì mình có chưa có cách nào lột nhanh hơn. Dán thì còn lại hơn lột chứ còn lột nó xong còn phải vệ sinh những cái keo đi này. Như cái hôm trước mình lột là nó lột xong nó sạch như này, nhưng mà cái này mình lột xong rồi nó còn dính keo này. Họ coi mấy tháng dịch xong rồi bây giờ hôm nay 24 Tết rồi, 24 Tết nên phải làm gấp cho họ nè. Đó, lột từ từ rồi nó cũng ra thôi. Nó yếu, lúc mình lột nó yếu nhất là những cái góc như này nè, mình phải cẩn thận ha, đi qua nha. Mình dùng lấy làm dao đặt dấu lọc giấy mình lọc ra cũng được, nhưng mà mình muốn lột giữ lại nguyên tắm như thế này, từ từ lột như thế này, một tay quay điện thoại tay lên lột nó không được nên dạng mất 15-20 phút rồi đó. Trong lột xong cái này cũng phải 20 phút, 25-30 phút đó. Mình cứng quá, họ cứ để họ coi cố họ ráng họ coi á, mới bị đưa chắc lột dễ hơn như này á. Họ càng coi nhiều nó càng dính cứng hơn, nó để lại nhiều lớp keo ở trên kính hơn. TV này chủ nhà nói là mở 24/24 suốt mấy tháng gì không tắt, TV cứ chạy suốt vậy. Nhà sản xuất họ cũng đâu có tính toán cho TV cho mình coi là coi không tắt một ngày 24/7 đâu. Cái dòng này nó bền chứ dòng khác là lên đường hết rồi. Kinh khủng, coi dính đột điên luôn. Cái mùi của nó bay lên nồng lắm nha các bạn. Có thể làm cay mắt luôn á. Mùi keo này nó bay ra kinh lắm.
này phải cẩn thận cho là không có bay cái miếng này là xong rồi. Giờ nó bóng như gương luôn.
có thể lột ra, bạn lấy tay mình dỡ dỡ vào cái cạnh của nó thôi. Thấy nó dính tay này, cái mặt nó cũng keo, còn mặt kia nó sạch cũng keo. Rửa một tí. Xếp cái đường này một xíu, xếp cái mặt lan ti ở dưới này. Cái này có 24 inch thôi các bạn. Cái trước mình làm 32 inch. 55 inch này. Trên camera các bạn sẽ không nhìn thấy ở dưới đây cái kính này. Mất một nửa đường chỗ này là phải lau thôi, nhiều thôi. Còn sau là thằng kia nó có được cái miếng này che rồi nha. Cái miếng lăn này nó lăn trên mặt in này, nó không sao. Trên cái emoticon này tầm 10 nó ra cái con
nó đi nó cắn cái gì đấy. Bố có mười mấy ngàn cặp thôi. Cái này nó ghi xuống, nó ghi xuống cái mặt kính này cho mình thì mình lành tay hơn. Mình buông ra thì cái tiếp nối nó không ảnh hưởng mình nhiều. Sát để vào cái khung kia thì nó không có bị cỡ cái này. Nó là không sát mà các bạn ráp cái nắp trên xuống là dễ cắn màn hình. Chà, không tay cắt hết. Để nó vào cái khung này nó lọt xuống. Nó ngộ lên trên cái cạnh này.
máy công tác chuẩn bị lâu chứ thầy nhá, ta để ăn tắt cái này nó. Đẹp chưa? Đẹp ha. Đẹp chưa nha. Bắt khung hình à? Trời, đang chiếu cái phim gì không thể coi được. Tôi sẽ bàn là phải nhìn thẳng góc cái hình nó trông thật hơn. Rồi, đến đây nó hoàn thành rồi, các phần kia thì các bạn có thể lắp thoải mái. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhé.